Chào em Bùi Tùng. Em xin chào Chào anh anh Thơ Hùng Quang và tất cả các anh em trên diễn đàn ạ. à, chào em. Nay anh Quang có hai chủ đề thì không biết là anh muốn hỏi em chủ đề nào. Em thấy cái này chia ra ngày đi anh. Em cũng Thì bây giờ mình mấy về đi anh Bùi chia Tùng sẻ nè. cũng cũng Bây giờ vậy nè, mình làm cái chủ đề kia trước đi, còn tiếp nhiều thời gian thì mình làm cái chủ đề bệnh viện mà Bạch Mai sau. Ok, đồng ý ha. Dạ em thì em có đọc một cái bài báo của cái báo báo mới á, thì em có đăng khi mà cách đây vài hôm, thì ông Biden ông có nói một cái câu như thế này nè anh. Ông nói cái câu thế này là đây là bây giờ là mặt trận giữa tính hữu dụng của thể chế dân chủ thế kỷ 21 và nền thể chế chuyên chính. Ông nói như vậy á, là cái tính hữu dụng giữa thể chế dân chủ và thể chế chuyên chính. Thì theo em nghĩ có nghĩa là trong tận sâu trong đáy của Mỹ ấy, thì những cái quốc gia hay những cái nước mà theo họ nghĩ đó là thể chế chuyên chính ấy, là lúc nào họ cũng căm thù anh. Cái đó thật sự là họ căm thù. Có thể bên ngoài họ nói là họ sẽ quan hệ hữu nghị ngoại giao hay là đối tác chiến lược gì đó ABC gì đó không biết, nhưng mà em nghĩ chắc chắn là bên trong á, những cái nước nào mà họ đã quy về cái dạng là thể chế chuyên chính á, là họ chắc chắn là họ sẽ triệt thoái, họ sẽ tìm mọi cách mọi giá để họ triệt thoái thôi. Thì em nghĩ vậy. Còn cái mục đích của cái ông mà anh nói là cái ông nghị sĩ thượng nghị sĩ đó, thì theo em nghĩ có một nguyên nhân nữa. Dạ là ông này á, thật ra mà nói ổng là đang ở trong cái khu vực có đông cộng đồng người Việt hải ngoại, cái khu vực gần gần phố Bên Sa anh, cho nên là bây giờ Đúng nếu như rồi, đúng ổng rồi. trụ thêm thêm một nhiệm kỳ nữa thì ổng phải tìm cách lấy lòng cái đám người này. Chắc chắn là em nghĩ là ổng phải lấy lòng thôi, trước sau gì ổng cũng phải lấy lòng thôi. Thì chỉ có khi nào mà lấy lòng được cái đám người này thì họ mới bầu bầu ngược cho ổng, thì ổng mới có thể trụ được vị trí này. Thì bây giờ chỉ có một cách sao? Có cách là những cái ngày lễ lớn của tụi Ba Que á, những cái ngày mà gọi là tụi Ba Que nó thích á, thì phải nói những câu nào đó ủng hộ tụi nó, mặc Dạ dù Phạm biết Sơn. rằng những cái câu đó hoàn toàn là nó trái, thật sự là nó trái với lại cái thực tế, và nó không có phù hợp ngay cả là cái mối hợp tác giữa Mỹ và Việt. Nhưng em theo Đúng quan rồi. điểm của em á, thì em nghĩ là cái mối quan hệ kinh tế á, ngoại giao giữa Việt và Mỹ á, thật ra là em nghĩ là chỉ là bề nổi thôi. Còn bên trong là ta với Mỹ là vẫn có những cái giao diện gọi là không không ưa nhau, vẫn lục đục với nhau. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là ông Obama ổng có ký cái gọi là ổng đổ tiền vô xây dựng hoạch định cái mà ông gọi là thay đổi cái thể chế dân chủ á, có nghĩa là ông gọi là kiến tạo nền dân chủ á, thì ổng có đổ cái vốn đó vô. Thì em nhớ là cái vốn đó là có các cái hạng mục là có Việt Nam, Trung Quốc, Nga nè, là ba nước đó là ba cái hạng mục lớn nhất mà Mỹ đổ tiền vô. Thì điều đó chứng tỏ là Mỹ là cái tay chơi hai mặt, mọi Chính người cũng xác. thấy họ là tay chơi hai mặt, tức là một một đường thì bên ngoài thì họ mỉm cười họ bắt tay, nhưng bên trong họ cầm dao họ đâm mình không biết khi nào. Cái đó là em thẳng Chính thắn xác. luôn, mặc dù đây là ở trên một cái clip như thế này thì rất nhiều người coi, không phải là người Việt Nam mình coi, kể cả người Mỹ có thể họ cũng coi clip này, nhưng em nói thẳng thật 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 sự luôn là giới tinh hoa của người Mỹ không có ưa mình, họ không ưa mình. Hiện tại thì họ đang có cái họ muốn trục lợi thôi, tức là họ đang muốn mình hướng hướng theo chiều hướng chống Trung Quốc để có lợi cho họ trong cái chính sách địa chính trị của họ thôi, chứ thực ra họ không Chính ưa xác. gì mình hết á. Em nghĩ không ưa gì mình hết á. Và có một cái nữa, tại sao mà cái anh thấy là dạo này ở Mỹ á, là rất nhiều, không phải chỉ ông này mà rất nhiều đại nghị sĩ á, thường bắt đầu chia chê bai hay là can thiệp vào chuyện nội bộ của không chỉ Việt Nam mà Campuchia. À, Campuchia, Thái Lan cũng bị, Miến Điện cũng bị. Mới đây là Campuchia là cũng có người nói là Campuchia vi phạm nhân quyền nữa. Campuchia vi phạm nhân quyền. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là hiện tại bây giờ giới chính trị gia của Mỹ đang muốn đẩy, theo em nghĩ là đẩy cái sự chú ý của người dân ra bên ngoài. Tức là hiện tại bây giờ cái nội bộ của đất nước Mỹ nó quá là lộn xộn, nó quá là xào xáo, có quá nhiều cái vấn đề trong nước Mỹ. Cho nên nước Mỹ bây giờ cái ông chính trị gia mục đích là bây giờ phải đẩy đẩy hết tất cả cái mối bận tâm của người dân ra bên ngoài. Ví dụ như là Chuyển nó đẩy ra lửa cái vụ Trung Quốc này, chuyển lửa ra nước ngoài để làm chi? đúng không? Để người dân người ta không thể tìm hiểu được là một ngày ở nước Mỹ chết bao nhiêu người vì súng đạn.
Người dân sẽ không biết một ngày là chết bao nhiêu người vì dịch Covid, người ta đâu có thời gian để quan tâm. Người ta sẽ coi những tin hot, tin nóng, thì cái chuyện mà ở Việt Nam, cái chuyện mà nói là Campuchia là vi phạm nhân quyền ABC gì đó, thì đó sẽ là những cái điểm nóng mà người dân họ sẽ coi hút ra ngoài đó. Thì cái áp lực ở bên trong nội bộ của nước Mỹ, theo em nghĩ là có chiều hướng giảm đi. Sẽ có chiều hướng giảm đi, thì lúc đó sẽ tạo điều kiện cho ông Biden và cái nội các của ổng dễ bình định hơn, dễ quản lý đất nước hơn. Và Cũng hợp có một lý. cái nữa, theo em có một cái nhận định nữa là anh, đó là như thế này nè. Thật ra mà nói á, là những cái tay chơi chính trị mà thượng nghị sĩ này họ rất là khôn nha anh, tức là họ sẽ hoạch định chính sách dựa vào cái đảng cầm quyền. Có nghĩa là đảng Cộng hòa lên có chính sách gì mà họ có thể trục lợi được thì họ sẽ tiếp cận. Đảng Dân chủ có được. Riêng cái đảng Dân chủ Mỹ á, thì họ hay gì? Tất cả những cái gì mà liên quan đến thể chế hay là truyền bá dân chủ, làm những cái chuyện gọi là thay đổi thể chế á, thì đảng Dân chủ là một trong những cái đảng phái mà họ đầu tư rất là nhiều tiền. Thì theo em nghĩ thôi, là ông này ông cố gắng ông làm màu để ông xin tiền từ chính phủ Mỹ á, anh. Theo em nghĩ là ông xin tiền. Tức là bây giờ giống như là ảnh là nhân viên thì anh vô nói sếp ơi, em muốn triển khai cái kế hoạch dân chủ tại Việt Nam, mong sếp sếp có ý kiến, sếp giúp em hỗ trợ em đi. Thì đó thì Đúng phải rồi. phải phải nói như vậy, phải phải lên gân như vậy để làm chi, để sếp ở trên thấy, những ông ở trên ông trùm ông thấy, à mày mày có làm đúng không, tao thấy mày 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 có cái vấn đề này, tao riêng chính phủ tao thì ủng hộ cái việc này đó, mày cứ làm đi, mày cứ thọt đi, rồi muốn xin tiền anh thì anh sẽ hỗ trợ cho. Bằng chứng là như thế này nè, em nói thẳng luôn là cái cuộc biểu tình ở Belarus á, cái cuộc biểu tình ở Belarus thì ông tổng thống Belarus ông chụp được một cái bằng chứng, đó là ở biên giới của Belarus á, là châu Âu á, nó cử người sang, nó chuyển cả lương thực thực phẩm và tiền mặt cho người biểu tình, nó Hậu chuyển cần cả đúng đường không? biên giới, nó chuyển cả tiền mặt, dạ Đúng rồi, công tác hậu cần. nó chuyển cả tiền mặt lẫn lương thực thực phẩm rồi lều bạt cho người biểu tình qua xe tải qua biên giới á, đi đưa lén á. Đến nỗi ông tổng thống ông còn vạch ra, ông nói đây nè, cái anh nói là cái anh chơi với chúng tôi công bằng hay là văn minh hay là tôn trọng chủ quyền lãnh thổ tụi tôi, mà cái anh lại đem những cái thứ này qua đây để kích động mà. Đó thì mọi người cũng thấy rồi. Và khi cuộc biểu tình ở Belarus thất bại, không có đẩy ông Lukashenko rớt xuống được, thì bây giờ phương Tây làm gì? Thì phương Tây im luôn, tức là phương Tây không đầu tư nữa. Các anh thấy là phương Tây không nhả thêm tiền nữa, đáng ra là nhả bữa rồi, bây giờ không nhả nữa. Thì khi mà phương Tây không đổ tiền, không có hỗ trợ cho cái người biểu tình ở Belarus, thì lập tức là cuộc biểu tình nó xuống ngay, cái cuộc biểu tình nó xuống ngay luôn. Và người ta và ông tổng thống ông vẫn ngồi lên cái chức vị đó. Thì em nói thật với các anh, đó là những cái dự án dân chủ nhân quyền á, mà đặc biệt là muốn lật đổ thể chế, là đảng Dân chủ là một trong những cái đảng họ rất thích. Trong nhiều năm là họ có cái sở thích rất thích làm những cái đòn này, những cái trò này. Thì theo em nghĩ là ông này thực ra mà nói, ông cố gắng ông lấy tiếng, ông lấy vang để mà ông xin thêm tiền, cấp thêm tiền cho ổng để ông thực hiện những cái chiến dịch, để làm chi, để có thể là ông sẽ tạo thêm tiếng tiếng vang cho cái đám cờ vàng bên đó. Cho nên em nghĩ là cái mục đích của lão này lão làm á là có đầu tư đó anh. Theo em nghĩ là có sự Chính đầu xác, tư, có sự chuẩn bị, tức là làm chính chính xác. là có tính đường dài đàng hoàng. Chứ em quan điểm của em là không không hề nghĩ là ông vui vui ông nói đâu, ông có dụng ý Không đó, có ngẫu mà hứng đúng ông không? đón Tức là đâu. tay này không có ngẫu hứng Dạ đúng không, không? Không có sự ngẫu hứng ở đây. theo em là không có ngẫu hứng. Dạ còn Chính về xác. về 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 nước Mỹ thì bây giờ á, là các anh chị cũng thấy rồi, là không không phải là chỉ nước Mỹ nha, tất cả các nước trên thế giới á, khi mà rơi vào tình trạng nội bộ lục đục thì họ đều dùng cái phương án chuyển lửa ra nước ngoài hết. Hầu như nước nào Đúng cũng rồi. vậy hết. Ví dụ như các anh thấy là ở Ukraine hiện giờ á, là các cái chính phủ mà ông tổng thống đó đang đang gặp khó khăn trong cách điều hành đất nước, có nghĩa là kinh tế của Ukraine nó đang xuống, tăng trưởng nó không có, đang xuống, mà cái số lượng người bị dịch cũng nặng nữa. Cho nên cái việc mà đưa xe tăng hay đưa máy bay ra, em nghĩ không phải đánh Nga đâu. Cái mục đích chính đó là kéo cái sự 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 theo dõi của người dân ra ngoài biên giới, để cho họ tập trung chú ý vào cái chuyện tranh chấp biên giới thôi, để cho cái áp lực bên trong những cái quản lý đất nước yếu kém á, được lờ đi hết. Tại vì người dân họ đâu biết đâu, họ họ khi mà họ kéo sự tập trung vô là trong nội bộ trong đất nước họ không hề biết, hoặc là họ biết rất ít, Không họ quan không tâm rành. nữa. Thì lúc đó thì sẽ đảm bảo cho cái đảng đảng cái đảng phái mà đang cầm quyền á, nó sẽ Chẳng liên quan. gọi là hạ nhiệt bớt bớt những cái khó Đúng khăn cho rồi. đảng cầm quyền.
đó là riêng ý kiến của em. Còn cái chuyện mà anh nói là việc lật sử á, thì em cũng có một số chia sẻ, cũng có một số diễn đàn em cũng nói á. Thật ra bây giờ là tụi tụi hải ngoại, tụi phản động nó có nhiều cách thức lắm. Tức là bây giờ nếu như nó không bêu xấu được Đảng Cộng sản, nó không bêu xấu, nó không có gọi là gây hủy hoại thanh danh của Đảng Cộng sản thì sao? Thì nó sẽ hủy hoại thanh danh của những cái gì liên quan đến Đảng Cộng sản. Tức là Đảng Cộng sản sẽ tham gia với cái tổ chức nào, với cái gì thì nó sẽ, ví dụ như em nói điển hình như là quân đội Miến Điện, thì ai cũng biết là chính phủ nước mình nó có một cái mối quan hệ khá gọi là cũng khá khá gần gũi với quân đội Miến Điện. Thì bây giờ tụi nó tìm cách tụi nó bôi xấu quân đội Miến Điện để làm chi? Khi mà tụi nó bôi xấu quân đội Miến Điện thì tụi nó sẽ bắt đầu qua, bắt đầu sang là mấy anh chính phủ Việt Nam nè, mấy anh chính phủ Việt Nam chơi với cái tụi Miến Điện như thế này nè, như vậy là ủng hộ Miến Điện, ủng hộ quân đội Miến Điện tàn sát người dân nè. Tụi nó có cái cớ, tức là tụi nó bây giờ tụi nó không cần đâm thẳng vô, khi mà đâm thẳng vô hay là nói xấu đảng thì cái đó khó quá. Theo em nghĩ là cái đó khó thành hiện thực. Thì bây giờ phải đánh lén, có nghĩa là bây giờ kiếm coi là có những cái mối quan hệ nào bên ngoài Đảng Cộng sản á, thì sẽ dập, sẽ tìm cách bôi xấu ở cái chỗ đó để ly, để từ từ là ăn dần vô, để cho người ta nghĩ là đảng của mình là thấp bé. Với lại có một cái nữa, theo em á, quan niệm là dạo gần đây á, là có những cái thế lực xấu họ đang muốn bôi xấu, bôi nhọ cái hình tượng đất nước của mình. Ví dụ điển hình là mấy ngày hôm nay là một số người ở Miến Điện họ đem biểu ngữ ra, họ biểu tình tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật anh. có anh có xem tin đó. Theo em nghĩ là cái dụng ý này đó, tất cả là do cái bọn ba que bên đó nó xúi dục kích động. Tại vì thực ra mà nói tụi nó ở gần lắm, tức là những cái sinh viên Miến Điện á, thì thường là ở cũng chung với tụi nó, cũng thuê nhà cũng chung với cái tụi ba que bên đó, thì tụi nó cũng kích động, tụi nó nói lên tụi ý tụi nó nói là chính phủ độc tài của cộng sản nè, chính phủ độc tài của cộng sản là ngăn cản không cho Liên Hợp Quốc ra nghị quyết này, ra nghị quyết kia, hay là chính phủ của cộng sản này nè là nó ủng hộ quân đội giết dân á. Cho nên khi mà những cái sinh viên của Miến Điện ở bên đó đó, thì họ vô tình họ khi mà họ gặp một cái thông tin như vậy thì họ tin ngay. Họ không có khả năng để mà phân định được rạch ròi. Tụi ba que nó cứ vậy, nó cứ nói vậy đó, nó cứ xuyên tạc, nó nói như vậy thì bên đó thì họ không biết gì hết. Và thế là bây giờ tụi nó đang mở rộng một cái chiến dịch, đó là bôi nhọ. Theo em nghĩ là mở rộng một chiến dịch bôi nhọ, hạ thấp vai trò vị thế của đảng, của nhà nước, của đất nước mình luôn. Tức đánh hết, bây giờ tụi nó sẽ mở rộng, đánh hết. Có cái gì, có cơ hội nào mà có thể đục khoét được là đánh thôi. Và anh cũng biết toàn diện, đúng không, gọi là toàn diện. Nói chung là dạ, nếu mà đánh về cái uy tín, về cái ngoại giao của Việt Nam là cái đòn đánh cực kỳ nguy hiểm. Theo em nghĩ đó là cái đòn đánh cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chúng ta mất đến 46 năm để chúng ta gầy dựng nên uy tín trên trường quốc tế như ngày nay là cái điều không hề đơn giản. Là một cái điều em nghĩ là một cái điều không hề đơn giản. 40 mấy năm mà chúng ta gầy dựng được từ cái chỗ mà chúng ta bị cô lập, không ai chơi, không ai quan hệ, mà đến khi chúng ta bây giờ trở thành một trong những cái người mà ngồi trên cái bàn gần nhất, cái bàn cao nhất của Liên Hiệp Quốc, và cả một cái quá trình dài, nhưng mà các thế lực phản động và thù địch là họ không có, em nghĩ là họ tiếp tục không có từ một thủ đoạn nào. Mà cái bước đầu tiên là phải làm sao đó là mất uy tín, phải hạ được cái uy tín của Đảng Cộng sản. Đúng rồi. Nói chung là cũng cái đòn đánh này nguy hiểm. Có một câu này nè Bùi Tùng, trên phương diện ngoại giao hoặc các hợp tác được cụ thể giữa Việt Nam và Mỹ đã được cụ thể bằng các hiệp định thì đã được đàm phán cụ thể, nó có tính pháp lý. Tuy nhiên giữa chúng ta và Mỹ còn rất nhiều khác biệt. Ở đây chúng ta có thể thấy hệ tư tưởng, vấn đề cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trong quá khứ, việc Mỹ muốn áp đặt ảnh hưởng tại khu vực vì lợi ích nước Mỹ. Chính vì vậy, việc họ có một số chính sách hoặc tác động hướng vào chúng ta là hoàn toàn có. Cụ thể, chúng ta đã biết tới dự án Obama nhằm thay đổi bản chất cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đó là cái giống như cái dự án nãy anh nó trao đổi Bùi Tùng, đó là với cái dự án lịch sử của ông Obama đó, tức là họ muốn biến đổi, họ muốn xóa bỏ về lâu về dài, kể cả trên quốc tế cũng như là trong lòng nước Mỹ, là họ không phải xâm lược Việt Nam, họ chỉ tới giúp thôi,
À, họ chỉ tới giúp thôi. Đó, đây cũng là một cái dự án dài hơi của họ đó. Đó, theo Bùi Tùng thì Bùi Tùng thấy thế nào? Có khi mà cái dự án này ra đời thì theo em nghĩ nha, là một một cái mũi tên bắn hai con nhạn. Cái ý đồ của mục tiêu này là một tên bắn hai nhạn. Thứ nhất á là sẽ tăng cường cái vị thế uy tín của nước Mỹ, xóa nhòa trong ký ức của người dân trên thế giới là Mỹ là một nước cường hào, Mỹ là một nước đế quốc đi xâm chiếm hay là cướp bóc. Cái thứ nhất là phải tẩy án cho người Mỹ. Cái thứ Đúng rồi. hai là sẽ tẩy án cho Việt Nam Cộng Hòa, cái chính quyền tay sai đó, phải làm sao tẩy được cái gọi là cái uy tín nhơ nhớp của cái băng đó. Thì đó là mục tiêu kép của người Mỹ. Đó là lý do tại sao mà anh cũng thấy là 46 năm họ nói rằng họ hợp tác toàn diện với chúng ta, họ tạo điều kiện cho chúng ta thế này thế kia. Nhưng mà tại sao cái thành phần mà những cái thành phần mà bao que hay kích động phá hoại mà tại sao họ vẫn để ở Mỹ như vậy? Dung túng, đúng Họ rồi, vẫn họ để vẫn ở dung Mỹ, túng, thậm chí chính là xác. họ vẫn vẫn tuồn, em khẳng định là họ vẫn tuồn tiền, họ vẫn giúp đỡ tiền về và tài chính để làm gì? Đó là con dao hai đầu thôi. Đúng Tức rồi. là trong giai đoạn này, hiện tại trong giai đoạn này, Mỹ cần Việt Nam hơn, thì những cái con tốt đó lâu lâu á, lâu lâu thì để hớ một chút xíu, hò hét chút xíu. Nhưng nếu như đến một cái giai đoạn nào đó trong lịch sử, tình hình nó biến động trên thế giới mà Mỹ cảm thấy rằng cái lợi ích từ Việt Nam không có nữa, tức là cái sự tồn tại của cái Việt Nam này chả có góp ích gì cái lợi ích của Mỹ ấy, thì theo em nghĩ là chắc chắn Mỹ sẽ tiếp tục dựng lại cái đám cờ vàng đó. Tức là giống như họ để sẵn quân bài thôi anh. Cái cách Đúng họ rồi. là họ để họ trữ sẵn quân bài thôi. Khi nào mà thể chế cộng sản có vấn đề gì đó trục trặc hay là đất nước nội chiến theo kiểu Miến Điện ấy, thì lập tức là họ lại trở lại cái chiêu bài Ngô Đình Diệm 2.0. Có nghĩa là đưa mấy anh cờ vàng đó trở về, tẩy hết tất cả mọi cái thanh danh cho cái đám đó, đưa hết cái đám cờ vàng đó về và tất nhiên là dựng thêm ông Ngô Đình Diệm thứ hai, Chính chia xác. cắt đất nước thêm một lần nữa. Cho nên là em nói là bây giờ họ người Mỹ họ cực kỳ thông minh, cái họ chơi về về đường chính trị ấy, họ chơi hai chiều không à, cái gì họ cũng chơi hai chiều hết, không bao giờ họ bỏ trứng. Em thấy là về chính trị không bao giờ bỏ trứng, không bao giờ hết á. Tức là họ làm cái này bên ngoài nhưng bên trong là họ sẵn giao rồi, có cách nào có tình huống nào xấu nhất thì cứ thế thôi. Còn cái tình huống mà lịch sử ấy, thì cũng cũng phải nói rằng đó là cái có thể là các thế lực thù địch họ cũng biết được cái điểm yếu này về Việt Nam chúng ta, là cái cách mà chúng ta tuyên truyền hay là chúng ta giảng dạy lịch sử trong nhà trường chúng ta có điểm điểm yếu. Em nói thẳng luôn á là cái cách mà chúng ta truyền thông lịch sử hay là chúng ta giảng dạy lịch sử trong trường học á, còn yếu á. Tức là học sinh tụi nó học lịch sử nhưng mà học tụi nó học không có học cái gọi là cái lý luận của lịch sử, Hời không có học hợt cái gọi là cái cách để mà gọi là học lịch sử để hiểu lịch sử, thì họ không là học sinh mình nó không học, mà nó bị học theo cái kiểu là học lịch sử để trả bài, để khảo bài. Mà anh cũng đã không? biết rồi, lịch sử nước nhà một khi mà mình không nắm thì có khi mà anh có một cái luồng thông tin nào nó xâm nhập vào người anh thì anh sẽ bị ám thị ngay à. Khi Kinh anh có nghiệm, một cái nền tảng lịch chính sử xác. giỏi và anh bị cứng rồi thì người ta có biết cái gì, người ta nói gì á, thì tất cả là không đúng. Nhưng mà mình yếu kém về lịch sử, mình học mình không có hiểu, mình không có nắm đó, thì lúc đó là bất cứ ai xuyên tạc hay bịa chuyện thì mình cũng tin. Thì các thế lực thù địch theo em nghĩ là họ cũng biết rất rõ là nước mình về cái công tác mà tuyên truyền về chính trị hay là giảng dạy lịch sử là có nhiều hạt sạn, nhiều cái điểm Còn thiếu yếu sót trong đúng cái cách mà chúng ta truyền tải. không? Rồi dạ, đó rồi. Em cũng thấy có một cái thiếu nữa của chúng ta là chúng ta hình như các cái hoạt động mà thể cái hoạt động mà trau dồi về cái tình yêu quê hương đất nước ấy, cái sự tự hào dân tộc á, chúng ta cũng 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 làm dở. Bỏ Ví dụ bỏ như em qua, thấy đúng rồi. là tuổi học sinh em nè, nó nói với em là một năm á, cô thầy cho đi hai hai lần mà hỏi đi đâu, đi Đà Lạt với Vũng Tàu không à. Tại sao cái thời gian đó nhà trường không tổ chức để nó đi bến Nhà Địa Rồng đạo Củ hay Chi là đúng không? Địa khu đạo Địa Củ Chỉ Chi. Xanh hay là dạ Địa đạo Củ Chi, hay là cho Đúng nó đi rồi. Địa đạo Củ Chi hay là một cái chỗ nào khác để nó tìm hiểu về lịch sử hơn. Chứ em thấy giờ trường nào cũng cứ Đà Lạt Vũng Tàu, Đà Lạt Vũng Tàu, cái đó không không kia được. Cái đó ở nhà bây giờ khả năng ở nhà nó cũng có tiền nó đi vậy. Cái chuyện mà giáo dục cho học sinh á, em nghĩ là cái đó mới là cái khiêng trong tương lai. Anh em chúng ta ở đây á, rồi cũng già hết rồi,
anh Quang cũng vậy, đến em cũng vậy, ba mấy 40 thì tất Đúng cả rồi. chúng ta cũng đều già. Cái đất nước này là phải trông cậy, là trông cậy vào mấy đứa nhỏ, mấy cái thành phần hai mươi mấy, mười mấy, hai mươi mấy thì tụi Thế nó là tương lai hiểu đúng không? gì về đất nước, hiểu gì về lịch sử mới là cái dạ mới là quan trọng. Chứ anh Quan em tụi trọng. mình Đúng rồi. thì có hữu hạn thôi. Dạ dạ thôi em xin kết thúc ở đây để các anh chị khác chia sẻ. Với có một cái nữa, cái ông kênh YouTube Dân Việt TV, ông ăn trộm clip ghê lắm nha, Bùi Tùng coi chừng á. Rồi, cảm ơn Bùi Thì bây Tùng giờ nha. dạ, Nói đi, thì nói đi, nói đi, nói em nói nghe nè, cái bây đi. giờ em thì ở trong cái màn hình của anh, thì cắt cái đầu của em thì về cái máy của anh, chứ bây giờ tính sao? Bây giờ nếu mà bên đó họ lấy thì họ lấy vậy thôi, chứ bây giờ em trốn sao em thoát sao được anh. Cái chủ yếu là anh là người chủ kênh, anh là người trùm, anh đại thọ thì giờ anh xử lý. Chứ tụi em lên có cái mặt như vậy thì bây giờ ai muốn cắt cắt ghép ghép chứ biết sao giờ, anh bó tay chứ đâu biết làm gì được đâu. Kênh Dương Việt TV á. Rồi, ok, cảm ơn Bùi Tùng nha.